Ly đặc biệt là 10 ngàn. Mưa cấp dưới. Ly thượng nhiêu? 5 ngàn hả? Xin cho ly đặc biệt cho ông này nè. Mưa cấp dài. Nhanh nhanh để vô cái ra cái này tại vì máy là máy chế á, chứ không phải máy ở chợ bán mà. Chợ bán thì nó ngay dở lắm, đè cũng đó bự quá mạnh là nó cháy. Làm cho ly nhỏ nó đi chú, hấp dẫn nó ha. Bỏ nước đá bỏ nào tới giờ mới bỏ. Không siêu rồi mới bỏ đó. Mấy cái cái là rồi quá nhanh. Máy này chế 2 lần 4-5 triệu. 5 triệu bạc nó mới được gì vậy? 5 triệu à. Chế 2 lần. Nó yếu yếu là nó cháy hoài, chịu không nổi. Nó có gì có motor thôi hả? Motor thay motor lớn vô. Rồi giờ để xong để nhờ chú bán ở đâu, thường bán ở đâu? Thường chạy dạo nè. Chạy dạo không vòng hả? À, chạy dạo sớm sớm đi hết rồi về hả? Cái này hết rồi có trăm em không? Theo thay chứ xem hả? Một bữa gì là 13 chai Sigo nấu chai. Nhỏ Sigo tự nấu tự nấu người ta mới ăn nhiều. Nấu bằng mấy rau củ đâu hả? Rau màu không, cái này là phải mua cái hương, còn đường cát rồi là mình thí dụ mình để cái hương nào thì để hương đó vậy. Dạ. Này tự đè vô là chạy hả chú? Không mở con bắt không? Bóp này. Ồ, hay ha, chế.